Nguyên cán bộ Ban thi đua khen thưởng Trung ương bị khởi tố. Thưa quý vị, Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Phùng Tiến Đạt, sinh năm 1989, nguyên là cán bộ văn phòng thuộc Ban thi đua khen thưởng Trung ương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng truy tố cho thấy, Phùng Tiến Đạt nguyên là cán bộ văn phòng thuộc Ban thi đua khen thưởng Trung ương, đạt được phân công nhiệm vụ thực hiện nhập dữ liệu điện tử lưu trữ, in bằng khen, xử lý sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, vận hành các máy móc thiết bị phục vụ công tác văn phòng của Ban thi đua khen thưởng. Để có tiền tiêu xài, Đạt thường nói với mọi người là nhờ vị trí công tác tại Ban thi đua khen thưởng Trung ương nên Đạt có quan hệ rộng, có thể xin giúp việc, giải quyết các thủ tục hành chính hoặc nói có tiêu chuẩn mua đất, nhà với giá ưu đãi. Bằng thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021, Đạt thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tổng số gần 1,8 tỷ đồng của các bị hại. Năm 2020, thông qua các mối quan hệ xã hội, nên Phùng Tiến Đạt quen biết với chị Nguyễn Thị Kim S, sinh năm 1982, trú tại phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội. Đạt thường đến nhà chị S để nhờ chị xem bói. Cuối tháng 12 năm 2020, Đạt nói với chị S là đang cùng lãnh đạo làm hồ sơ khen thưởng cho một đơn vị ở tỉnh Quảng Ninh, nên được cảm ơn bằng hình thức cho mua thửa đất ở Quảng Ninh với giá ưu đãi 850 triệu đồng. Lãnh đạo rủ Đạt chung tiền mua rồi bán kiếm lời. Đạt nói với chị S là Đạt không có tiền nhưng đang gây dựng mối quan hệ với lãnh đạo nếu không tham gia cùng lãnh đạo mua thửa đất này, sau sẽ không còn cơ hội để làm những việc khác nữa. Do đó, Đạt rủ chị S góp một nửa số tiền đầu tư là 425 triệu đồng để chung mua mảnh đất. Đạt hứa chỉ một tháng sau, đơn vị bán đất sẽ bán giúp lãnh đạo của Đạt mảnh đất trên để lấy lãi. Do tin tưởng Đạt, chị S đồng ý chuyển tiền cho Đạt. Nhận được tiền, Đạt rút để chi tiêu cá nhân hết. Sau đó, Đạt nói cần có tiền để làm các thủ tục hoàn thiện giấy tờ mua đất. Nên Đạt bảo chị S đưa tiền tiếp. Chị S đưa thêm 90 triệu đồng tiền mặt cho Đạt. Tổng số tiền mà Đạt nhận của chị S là 515 triệu đồng. Sau một tháng chưa thấy Đạt đưa lại tiền nên chị S hỏi, thì Đạt lấy lý do ảnh hưởng của Covid-19 nên Ban thi đua khen thưởng Trung ương chưa làm xong bằng khen cho đơn vị. Đơn vị chưa bán được thửa đất trên cho lãnh đạo của Đạt. Chị S nghi ngờ Đạt nói dối nên yêu cầu Đạt nói rõ việc mua đất. Đạt thừa nhận nói dối chị S về việc góp tiền mua mảnh đất và hứa sau một tháng sẽ trả lại tiền. Hết thời hạn nêu trên, Đạt không trả được tiền nên chị S đã gửi đơn tố giác tới cơ quan điều tra. Tương tự thủ đoạn trên, Đạt cũng lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Bùi Thị TH, sinh năm 1987 ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, số tiền 529 triệu đồng, để hứa cho chị TH góp tiền mua chung thửa đất số 34, khu tập thể Lữ đoàn 99, binh đoàn 12, ở đường Rạng Sấu, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Ngoài ra, từ ngày 3 tháng 2 năm 2021 đến ngày 22 tháng 2 năm 2021, Đạt nhận và chiếm đoạt của chị TH 250 triệu đồng để xin cho anh rể của chị TH là chuyển công tác từ tỉnh Nghệ An về thành phố Hà Nội. Ngày 23 tháng 2 năm 2021, Đạt nhận và chiếm đoạt của chị Phạm Anh BH 250 triệu đồng để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gộp cho hai thửa và giấy phép xây dựng căn nhà số 165 phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội. Sau khi nhận tiền, Đạt không làm gì để giúp chị BH mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết số tiền nêu trên. Tiếp đó, từ ngày 21 tháng 2 năm 2021 đến ngày 26 tháng 6 Đến ngày 26 tháng 2 năm 2021, Đạt nhận và chiếm đoạt tổng số tiền 250 triệu đồng của chị Nguyễn Quỳnh N để giúp chị N làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của chị N, Đạt sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Với hành vi nêu trên, bị can Phùng Tiến Đạt đã bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điểm A khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.
Bộ Nông nghiệp nói gì về đề xuất cấm nuôi chó Pitbull? Thưa quý vị, trước ý kiến cho rằng cần ra quy định cấm nuôi loài chó dữ Pitbull, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết việc này cần được bàn bạc kỹ lưỡng với nhiều cơ quan. Liên quan đến việc thời gian vừa qua xảy ra nhiều vụ chó Pitbull cắn chết người, nhiều ý kiến cho rằng cần phải cấm nuôi loại chó này hoặc đưa vào danh sách kiểm soát đặc biệt. Trao đổi với phóng viên, ông Dương Tất Thắng, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chia sẻ, trước mỗi sự việc chó Pitbull cắn chết người, là người phụ trách ngành chăn nuôi, ông cảm thấy rất đau lòng. Về đề xuất cấm nuôi loài chó dữ này, ông Thắng cho biết, hiện luật chăn nuôi và luật thú y đã có quy định rất cụ thể về việc nuôi chó mèo. Theo quy định của pháp luật, người dân nuôi chó mèo nói chung và chó Pitbull nói riêng phải khai báo với chính quyền địa phương, tiêm phòng dạy theo quy định. Dắt chó ra ngoài đường phải có biện pháp phòng hộ như đeo rọ mõm, có người quản lý chó. Khi để chó cắn người, chủ nuôi phải đền bù theo quy định. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới chưa có quy định cấm nuôi chó Pitbull. Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện nay Cục Chăn nuôi đang xây dựng một thông tư quản lý động vật khác, trong đó có chó mèo, để ban hành trong khoảng cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Thông tư này chúng tôi sẽ dự thảo đưa các loài chó dữ như Pitbull vào danh mục kiểm soát đặc biệt. Tuy nhiên, việc này cần phải được bàn bạc kỹ lưỡng với nhiều cơ quan chuyên môn với mong muốn kiểm soát được loài chó dữ như Pitbull, từ đó đi đến triệt tiêu mối nguy hiểm cho cộng đồng từ loài chó này, ông Thắng khẳng định. Trong danh sách 10 giống chó nguy hiểm nhất đối với con người, thì Pitbull xếp vị trí đầu tiên. Theo thống kê của National Geographic, chỉ từ năm 2005 đến năm 2015, loài chó Pitbull đã giết chết 232 người Mỹ, tức là trung bình một người trong 17 ngày. Còn ở nước Anh thì loài chó này thậm chí bị cấm nuôi. Tại Việt Nam cũng ghi nhận rất nhiều trường hợp chó Pitbull cắn người và hậu quả để lại thường rất nặng nề. Nhiều người đã chết hoặc bị thương tích nặng dưới hàm răng và cú đớp của loài chó này, trong đó có nhiều trẻ em. Gần đây nhất, ngày 17 tháng 5, tại một căn nhà thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, xảy ra sự việc thương tâm. Con gái cụ DTV, sinh năm 1941, dắt chó Pitbull, gia đình nuôi trong lồng sắt ra ngoài sân để cho ăn. Cụ V ngồi trong nhà nói lớn tiếng vọng ra ngoài, khiến con chó Pitbull giật mình, lao vào trong nhà cắn cụ V tử vong trước sự chứng kiến đầy bất lực của con gái. Việc cho Pitbull tấn công chủ không phải lần đầu tiên xảy ra. Hồi tháng 8 năm ngoái, bà Dê, 64 tuổi, trú tại tỉnh Thanh Hóa, đem thức ăn cho con chó Pitbull của gia đình nuôi. Trong lúc cho ăn, bà Dê vô tình đá đổ bát cơm, con chó lập tức tấn công bà Dê trọng thương và tử vong sau đó.